Kính thưa quý vị, vào chiều 11 tháng 9, trên tài khoản Instagram được cho là của thủ môn Đặng Văn Lâm của câu lạc bộ Hải Phòng đã đăng tải những bức ảnh với chân trái băng bó kèm những dòng chia sẻ đầy bức xúc. Chân trái của Đặng Văn Lâm đã bị chấn thương sau khi thủ môn này xô xát với một trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Hải Phòng. Người được cho là đã xảy ra xô xát với thủ môn Đặng Văn Lâm là trợ lý Lê Sĩ Mạnh, từng là đồng đội của thủ môn này tại câu lạc bộ Hải Phòng. Chiều ngày 10 tháng 9, Lê Sĩ Mạnh được cho là đã gây hấn với Đặng Văn Lâm trong tình trạng say xỉn và còn cầm dao tấn công thủ môn này. Đặng Văn Lâm hoảng loạn bỏ chạy và bị trượt chân ngã ở cầu thang câu lạc bộ khiến cổ chân trái bị lật. Ngay trong chiều 10 tháng 9, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo đội bóng và trợ lý Lê Sĩ Mạnh đã bị sa thải vì hành vi này. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.